Các bạn thân mến, xương vai là cấu trúc quan trọng của chi trên, thực hiện việc treo nối chi trên vào với xương trục thông qua các khớp của nó với các xương lân cận và các cơ bám vào xương vai. Vì thế, xương vai có các đặc điểm giải phẫu để thực hiện nhiệm vụ này. Trong phần kiến thức này, chúng ta sẽ mô tả các đặc điểm hình thể của xương vai và chỉ ra chỗ bám của các cơ bám vào xương vai. Về đặc điểm vị trí và hình thể của xương vai. Xương vai là một xương dẹt hình tam giác nằm ở phía sau trên mỗi bên của lồng ngực. Đây là hình ảnh xương vai quan sát từ phía sau trong mối tương quan với lồng ngực. Hình ảnh quan sát xương vai từ phía bên và xương vai nhìn từ trên. Xương vai cùng với xương đòn hợp lại với nhau tạo thành cấu trúc gọi là đai vai để kết nối phần còn lại của chi trên với xương trục bằng cách đầu ức của xương đòn tiếp khớp với xương ức. Đầu cùng vai của xương đòn sẽ gắn với mỏm cùng vai của xương vai để rồi từ đó xương vai sẽ mang phần còn lại của chi trên, phần tự do với xương đầu tiên là xương cánh tay. Về đặc điểm hình thể ngoài, xương vai có hai mặt. Mặt trước là mặt áp vào lồng ngực, áp vào các xương sườn và vì thế còn được gọi là mặt sườn. Mặt sau còn được gọi là mặt lưng, nơi có một gờ xương nổi lên rất rõ. Gờ xương này nằm ngay dưới da, có thể sờ thấy được. Ba bờ của xương vai gồm: bờ trên là bờ mỏng sắc của xương, bờ trong là bờ dày hơn do có một số cơ bám, và bờ dày nhất của xương vai là bờ ngoài. Đây là bờ chịu lực của xương vai. Ba góc của xương vai gồm có: góc trên là góc giữa bờ trên và bờ trong, góc dưới nằm giữa bờ trong và bờ ngoài, và góc quan trọng nhất ở đây là góc ngoài, nơi có nhiều cấu trúc giải phẫu liên quan tới việc tiếp khớp và chỗ bám của các cơ. Góc ngoài còn được gọi là chõm của xương vai. Với mặt sườn, mặt này lõm tương ứng với cả độ lồi của lồng ngực, và chỗ lõm này được gọi là hố dưới vai, nơi bám nguyên ủi của một cơ cùng tên, cơ dưới vai. Ở mặt sau, gờ xương nổi lên là gai vai, với bờ sau của gai vai được gọi là mào gai vai. Bờ trước của gai vai gắn với mặt sau của xương vai và bờ ngoài của gai vai tạo cùng với ổ chảo một cấu trúc có ở góc ngoài thành khuyết gai ổ chảo. Gai vai chia mặt sau của xương vai thành hố trên gai và hố dưới gai, nơi bám của các cơ cùng tên. Hố trên gai và hố dưới gai thông với nhau qua khuyết gai ổ chảo. Đầu tận cùng của gai vai là mỏm cùng vai, nơi bám của các cơ và các dây chằng. Mỏm cùng vai tạo nên một góc với gai vai là góc cùng vai. Và ở bờ trong của gai vai có một diện nhẵn lõm được phủ bởi sụn bọc là mặt khớp đòn, nơi mà mỏm cùng vai sẽ tiếp khớp với đầu cùng vai của xương đòn tạo nên khớp cùng vai đòn. Với các bờ, bờ trên của xương vai là bờ mỏng sắc, đầu ngoài của bờ trên có một khuyết lõm được gọi là khuyết trên vai. Khuyết này được đậy lại bởi dây chằng ngang vai trên tạo thành một lỗ, nơi thần kinh trên vai chui qua. Thần kinh này sau khi chui qua lỗ này sẽ tới hố trên gai, rồi qua khuyết gai ổ chảo để xuống hố dưới gai. Đây là thần kinh chi phối vận động cho hai cơ trên gai và dưới gai. Với bờ trong, bờ này dày hơn so với bờ trên và là chỗ bám tận của nhiều cơ ở vùng ngực và vùng vai. Các cơ này bám vào cả mặt trước và mặt sau của bờ trong. Với bờ ngoài, bờ này là bờ dày nhất, là bờ chịu lực của xương vai, đặc biệt trong tư thế nâng tay qua đầu và đỡ các vật nặng.
Ở đầu trên của bờ trong có một mố xương lồi lên gọi là củ dưới ổ chảo. Đây là nơi bám nguyên ủy của đầu dài cơ tam đầu cánh tay. Với các góc, góc trên và góc dưới không có đặc điểm giải phẫu đặc biệt. Góc dưới là nơi bám của các cơ vào mặt trước và mặt sau của góc này. Góc nhiều đặc điểm giải phẫu nhất là góc ngoài, với cấu trúc trung tâm của góc ngoài là một mặt khớp lõm gọi là ổ chảo. Mặt này nhẵn và được phủ bởi sụn bọc. Mặt khớp này hướng về phía bên để tiếp khớp với chỏm của xương cánh tay, tạo nên khớp vai, một khớp có tên gọi khác là khớp ổ chảo cánh tay. Ở bên trên ổ chảo có một củ xương, nơi bám của đầu dài cơ nhị đầu, gân đầu dài cơ nhị đầu bám vào trên ổ chảo. Ở trong hơn so với ổ chảo là chỗ thắt hẹp có tên gọi là cổ xương vai. Mặt đầu trên của cổ xương vai lồi lên một mỏm xương. Mỏm xương này hướng ra trước và ra phía bên, được gọi tên theo hình dáng là mỏm quạng, cũng là cấu trúc có nhiều cơ và dây chằng bám. Như vậy, rất nhiều các đặc điểm cấu tạo của xương vai để giúp nó trở thành hệ thống treo nối chi trên vào với cả xương trục, và nó cung cấp các cấu trúc để cho các cơ bám. Ở mặt trước của xương vai là hố dưới vai cho cơ dưới vai bám. Ở mặt sau của xương vai có hố trên gai và hố dưới gai cho các cơ cùng tên bám. Hai hố này được ngăn cách nhau bởi gai vai, và gai vai tận hết ở ngoài cùng bởi mỏm cùng vai, cũng là nơi cung cấp nhiều chỗ bám cho các cơ ở vùng vai và nách. Ở bờ ngoài, đầu trên của bờ ngoài có củ dưới ổ chảo là chỗ bám của đầu dài cơ tam đầu cánh tay. Với các góc, góc ngoài là góc có nhiều cấu trúc giải phẫu. Ổ chảo là nơi tiếp xúc với chỏm xương cánh tay. Củ trên ổ chảo là nơi bám của đầu dài cơ nhị đầu cánh tay. Và ngay trên góc ngoài có mỏm quạng là nơi bám của nhiều cấu trúc cơ và dây chằng. Ở bờ trên của xương vai còn có khuyết trên vai liên quan tới đường đi của thần kinh trên vai. Một thần kinh sẽ chi phối các cấu trúc cơ ở sau xương vai, các cơ trên gai và cơ dưới gai.